Đó kiểu như uống thuốc đó, làm như nó khô lại. Ừ, khô là hết đó nha. Nó không còn thấy to gì nè mà bây giờ. Nhỏ lại. Ờ, gì là quá vậy? Khô lại rồi. Khô lại. Ừ, mà là có cái ông thầy. Thầy gửi, thầy gửi cho mình nha. Bữa con có thầy nói là gửi rồi để xuống xem coi tình hình sao. Rồi xuống đây nấu coi. Đi luôn à. Đó nào cũng được đó. Đây bước hai chân hai chỏ luôn cũng được đó. Xào con qua cho con. Dơ cái xào cho nút. Chào các bạn nha. Chào khán giả của kênh Quý Sa Tộc. Cả nhà ơi, thì ngày hôm nay con quay trở lại xã Long Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thì ngày hôm nay quay trở lại cái hoàn cảnh của chú Kim, 61 tuổi, bị hư cổ quý. Thì anh em cũng đang xuống giỏ. Với lại ngày hôm nay thì đi cướp một mạnh thường quân rất là đặc biệt luôn cả nhà. Đi cướp một mạnh thường quân đó là chị Nguyệt ở Bình Dương. Chị cũng phát tâm rồi muốn xuống đây để thăm cái hoàn cảnh của chú Kim. Kim thì bây giờ là cái gần mạnh của chú cũng rất là nguy hiểm luôn. Và bây giờ thì anh em cũng chuẩn bị là đi vào trong nhà của chú để thăm lại chú. Và có những cái phần quà, những cái tình thương của mạnh thường quân gửi đến cho gia đình. Thì ngày hôm nay thì anh em cũng tranh thủ đi, giờ này cũng 12 giờ trưa rồi. Xe của chị Nguyệt không có thể nào mà đi vào trong cái đường này á. Và bây giờ thì anh em cũng đang dùng hai cái chiếc giỏ để ra ngoài đây nhận những cái phần quà để đi vào trong hoàn cảnh của chú Kim cả nhà. Gần một cây số, gần một cây số để đón chị Nguyệt. Máy này chạy rất là lẹ. Thế thì ngày hôm nay cũng có cô ra đây rước anh em đây. Tại vì trong đây dùng sâu chúng ta đi vào trong đây rất là khó đi. Tới. Ồ, cái cầu quá nhỏ luôn. Quá nhỏ đây cầu nè. Rồi vậy là một hồi nữa phải mắc vòng lại rồi. Trời đất ơi. Cầu này đâu có qua được đâu. Tưởng đâu là đi hướng kia. Đằng kia là còn một cây nữa thôi, giờ mắc vòng ngược trở lại. Được rồi. Có cái bánh lên rồi lấy dây lên nút. Buộc cho cái trước cửa ra. Nhỏ còn. Mỗi lần xuống là dạ, chào chị. Chào chị Nguyệt. Chào anh Bình. Tao không vô được lý do nói vậy chứ phải đi đường này mà. Em tưởng đâu là anh với chị đi đường này. Cái lại chứ không sao. Lúc không được. Nhỏ xíu luôn. Nguy hiểm lắm. Tao giờ sao? Giờ chỉ còn có một cây cầu này thôi là đi ra hướng đó là quá lẹ luôn. Em biết không sức hay gì không có đi là vậy đó. Sập cầu. Sập cầu. Dạ. Nặng quá ý, rồi. Ý là trong đó là sao luôn? Dạ. Ý là vợ trong đó. Giờ mình đem quà xuống giỏ rồi mình đi vào trong đó. Nghe còn nhìn đây. Trời ơi. Ôi. Gì vậy? Chắc vậy đó nhắm xe. Đồ nhỏ quá nhỏ quá. Quá trời luôn, quá trời đồ luôn đây. Quà luôn. Gấp bao nhiêu? Khoảng mấy phần? Khoảng 8 phần. Ờ, 8-9 phần. 8-9 phần rồi chị. Vậy sao? Thì sập đồ đây cho nó để phủ. Giờ lấy 9 phần xuống hả? chín phần lớn trước đi rồi lấy cái nào anh nó ginh xuống phụ á, đem cái xô đi anh để mất đây không biến được cho anh để đây trước đi. Để đi trước đi, em ginh xuống phụ á. Em bé hả? Có em bé đâu không? Dạ ở chỗ có em bé rồi, có con, có dẫu nhóc luôn, 5-6 đứa gì luôn. À có con nít. Chào cô. Nè anh ginh xuống đi. Cũng
nó bắt đầu xe nó định đến đi nhìn xuống 2 4 6 8 8 gặp 8 dạ 8 không đâu nó mé gì chứ chỉ cái gió mà Lấy mỡ, lấy mòn trước nữa ha. Lấy cái này là cái gì đồ mà mạnh mạnh cô áo thì một dép nè Nguyệt coi lấy em thích rút bên kia nữa hai bên đây nữa nè mền anh đưa cặp đây là mền chắc hai bọc được đó anh. Mấy bọc, một bọc hay hai bọc ấy? 6, 7 cái rồi, cái này một bịch 7 cái. Lấy đủ luôn ấy. 7 là một. Lấy 2. Thôi một cái nữa là đủ rồi, 8 phần. Nhưng mà ý là... Đủ không? 8 gì, 1 cái ổ ba đỏ, 1 cái xe cơ. Cái đường vô không được. Dạ, phải chi mà đi. Đi đường ngoài vô đâu. Nói chút nữa xe chắc bác không được, được luôn. Cặp cầu. Đầu đó giải đây. Cầu đan mà, cầu đan nó vô mới được. Cặp cầu là máu đuổi theo. Bởi đây đem xuồng đi anh chơi. Đem xuồng đi. Cái điểm lại là không nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Đi ra lỗ. Một cái lỗ được. Không qua được. Không qua được. Cậu lúng, cậu đi biết. Đó, nó như đây. Qua cặp cầu lỗ. Đi từ này không? Đi gì? Đi từ này không không? Đi chứ. Thôi. Đi chứ. Đi xuồng. Đi xuồng chạy vui chứ chị. Rồi còn đồ gì nữa đây? Nhiều lắm á. Cái đồ này á là cái ý chị nói á, cái vụ cho cái nhà nó đi thì tự người ta dụ ai bận vừa thì bận chứ giờ. Ừ. Không chia cái này đồ cũng đồ của ta xài nhưng mà mình đâu biết đâu. Vô chỗ của mình chia ra mình lấy một bịch hai bịch chứ. Chú đi rồi đầu nói gia đình là còn là chia. Cái này là của con nít không mà con chuyện lắm. Con nít này luôn. Dạ, em lấy. Này người lớn không? Nặng cái gì? Ai nhìn cái chia ra, chia ra không có dữ liệu. Đó là không có rồi không. Tìm hai chỗ ngồi trước. Ý là cái này luôn phải không? Cái này thì mình lấy bọc ra mình chia ra. Nín thở không rồi chạy nín thở. Chia hết rồi đó. Chia hết rồi bỏ vô bọc. Em xin cái bọc anh Bình. Bấm giữa. Bỏ đồ đó, càng cái thứ gì đó, người vô trống mà nghe đi gì được nữa. Cái thứ rồi đừng lấy một bên chiếc đó. Vậy đi. Mỗi lần anh Bình, dạ. Thôi đi. Rồi cái này ha. Có còn gì đâu ta? Lại còn mấy con cái gì bên đó, căn nhỏ gì đó. Căn nhỏ có rồi. Cầu chào quý ta. Xế mà nó hai cái. Cái quà phải không? Bánh hả? Bánh này ăn đi rồi bánh đâu ta. Rồi đi chiếc kia đi. Cái này hai người nè.
Cái nào cũng được. Ê, chị không có biết bơi đâu nha. Đêm nay ai đi cũng đi, đi chị Nguyễn nha. Rồi xuống đây, xuống đây. Ờ, ừ, anh Bình không đi hả? Để cho nó chạy ra ngoài. Ê, cẩn thận, cẩn thận nha chị. Cẩn thận nha chị. Lắc lắm á. Đi nằm ơi, dế dế dế. À, ngồi 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 dưới ngồi dưới. Lấy cái dép lót ngồi chứ chị. Đưa đưa. Mình kia. Đưa. Rồi, việc máy đây. Nói chung là những cái hoàn cảnh mà ở ngoài á, ngoài thì nó không có khổ bằng ở trong ruộng trong đồng vậy đó. Ôi nước hả? Bên trong bên vàng. Ờ. Nước vàng ở đây là trong ruộng cái xã ra chị. Đi xuồng lại không à? Không có chiếc xe rồi, chỉ máy xuồng máy thôi. Có cái chân dịch nào nó kìa, dính cỏ dính gác. Cẩn thận nha chị, lắc lắm á. Có chừng té. Té là vớt chị không nổi đâu á. Đây, an toàn rồi. Ủa, cái xuống về đủ quá. Thuốc tây rồi thuốc thuốc nam luôn đúng không chú? Thuốc tây, thuốc nam và thuốc có cái ao gửi sao thuốc là nó ngon. Dạ. Yeah. Thuốc là cái thầy gửi nha. Ờ à, con thầy đó. Dạ. Yeah. Thuốc đó uống ăn được. Ôi, hôm nay thấy khỏe lên nè. Ừ, khỏe đâu phải như hổm đâu. Chúc mừng chú nha, thấy mừng quá. Thấy chú ngồi là tỉnh táo rồi. Dạ, có hở vô thấy bèo ha. Dạ. Thấy ngon chưa? Ngon rồi đó. Rồi vậy thấy ông Quân cái vô gặm mà nhìn cũng ra đó kìa. Dạ. Bớt đầu hả chú? Hả? Bớt đầu chỗ đó bớt hả? Bớt đầu đó nó kiểu như vô uống thuốc đó, làm như nó khô lại á. Ừ, khô là hết đó nha. Dạ, khổng còn thấy to vậy nè mà bây giờ. Nó nhỏ lại. Ồ, vậy là quá vậy. Khô lại rồi.
khô lại. Ừ, mà là có cái ông thầy thầy gửi cho mình nha. Bữa con có thầy nói là gửi rồi để xuống xem coi tình hình sao. Cái đó là con thầy gửi từ rồi bữa. Dạ đó. Dạ. Cái thuốc đó đó. Rồi chú có còn uống bột ngải đen không? Củ ngải đen không? Còn. Ừ, vẫn tiếp tục nha. Ừ, cái thuốc đó với gãy đen đó cũng chung đại. Rồi. Dạ đúng rồi, thuốc nam với thuốc tây. Không sao đâu. Có gì đâu. Nó cứ chung đại đó. Ồ. Mà mới uống ra tính ra nay có đâu có gì, có tầng mấy gì. Ừ. Hôm nay đây thẻ nè. Rồi. Hôm nay có chị Nguyệt ở Bình Dương. À, khi mà xem được hoàn cảnh của chú Kim á. Ồ, là chị từ Bình Dương hồi sáng giờ là chạy xuống dưới này để ghé thăm gia đình mình. Ồ, bên cạnh đó thì chị cũng đem quà rồi xuống để cho bà con luôn. Ồ. Rất là mừng á, giờ mới tới nè. Không muốn chị Nguyệt vô đây trải nghiệm đi cái con đường này giống tụi em thử coi sao. À là chị Nguyệt nói là tính kêu bà con ra ngoài lộ ngoài để nhận đó ha. Đi vô đó. Cái chỗ hồi nãy có cái quán cà phê gì. Dạ, quán hồi nãy mình đó. Không nhưng mà muốn cho chị Nguyệt đi dõi lại để trải nghiệm cái cuộc sống ở trong này coi cô chú sống như thế nào. Chị khi mà anh em đăng tải cái gia đình của chú Kim bị bệnh vậy đó rồi chị cảm nghĩ như thế nào chị? Thì chị tội nghiệp chị mới chạy xuống đây nè. Thấy thương. Rồi thấy ở trong tuốt ở trong này rồi không có gần chợ gần lộ chị thấy cuộc sống khó khăn hay chị? Nó mới mạnh ra đó. Cái nào mà nói ra để chị Nguyệt nói thôi, chị mà ở đây chị không biết chị làm gì luôn, không biết đường đi đâu luôn, về đâu luôn. Không biết đâu về đâu luôn. Chắc đi nhậu lục bình luôn. Không có đường này để chạy về hồi tốt nữa chứ đi bộ. Đường này đi thẳng xuống nhiều hồi tốt nữa. Hồi hôm nay là chú khỏe rồi. Ôi thấy khỏe rồi, mừng quá. Vừa uống củ ngải đen, vừa uống thuốc tây của một người thầy gửi. Bài thuốc nghe nói có người bệnh giống nó uống hết. Bây giờ quà đem lên kia. Hôm nay thì sẵn gì ở đây thì con có đem chút đỉnh quà con gửi cho mấy cô cũng cảm ơn. Dạ rất lòng nhiều từ ở Bình Dương. Dạ. Chạy xuống đây từ sáng sớm xuống đây để thăm đi sáng giờ luôn á, đi sớm giờ nhưng mà tại chính là đường nó nhỏ quá, cái sợ ghê á. Dạ. Sợ xe nó bị lún cái đường nhỏ rồi vào trong đây thì đi đường sông nhỏ hồi nãy á. Dạ. Là nó nhỏ hơn cái xe hơi. Dạ. cái bề ngang nó nhỏ hơn nhỏ. Ừ. Là chạy theo nó mình sợ muốn chết luôn. Dạ. Rồi cái xe cam, xe chữ cam đi quýt gì á, đâu chịu nhường đâu. Ồ. Sợ lúng quá. Dạ. Rồi khó lắm luôn. Vậy là chị tranh thủ từ cái tỉnh xuống mấy giờ mà chị đi chị? 6 giờ chị đi á. Có đi sớm. Chị đi này tới giờ này. Em thấy chuẩn bị đồ đạc đầy xe hết trơn luôn rồi. Mình á giờ công an hỏi quá. Dạ. Dạ. Chạy tốc độ luôn. Chạy có 60 không? Dạ. Hỏi là mệt luôn á. Dạ. Cái này giao thông là cực lắm. Là xuống thăm gia đình của chú kia mà bên cạnh đó thì cũng chị Nguyệt cũng có ít tấm lòng gửi cho bà con ở đây nữa. Mấy hộ mà khó khăn ở đây coi nha. Hôm nay thì mấy cô cũng đến rồi nè. Dạ. Cái giao thông này chia sao ta? Đây chị Nguyệt. Xong phần một phần của cô Mai nữa. Dạ dạ đúng. 6 phần. Dạ. Còn 2 phần. Cô có biết còn 2 phần. Còn 2 phần chưa, tôi xin cho cháu tôi. Ủa 5 phần là có một gia đình mình chưa? Chưa. Ồ chưa, vậy đúng rồi, là 6 rồi 7 rồi. Có nghĩa là mình ưu tiên chứ. Dạ. Gia đình ưu tiên, ưu tiên cái phần gia đình. À, cô là nói 5 phần là chưa tính mình đó. Sao không tính mình vô? Không tính mình vô. Chị phải tính mình vô trước chứ. Thưa cơ nghiệp con, vợ của chú. Chị Nguyệt ở đây. Vợ của chú Kim. Chị Nguyệt. Chị Nguyệt. Chị Nguyệt. Gái nè, con gái, cháu nội. Ủa nên chị cái bánh để xe sầu nãy rồi khẩu rồi chặt nứt. Là anh cầm đây em gửi cho mấy cô luôn ha. Ừ. Cái này là vậy này là những cái phần quà có chị Nguyệt từ Bình Dương nè, xa xôi đem xuống này giúp là mình đưa cho gia đình của chú Kim để gửi tặng cho chú Kim. Chú Kim đây. Chị này có không đưa trước đâu. Rồi đâu có tôi. Đây là trời nặng. Có tôi. Là và đây là của con. Đó, để nhờ cháu luôn. Đi ra bây giờ trước mắt lấy mấy cái này trước này mấy cái mì với mỗi người phòng trước này để mình chọn ra. Đây đây đây. Rồi. Hơi nặng nha. Có gạo, có mì, muối, nước mắm, bột ngọt. Có kẹo luôn nè. Kẹo đầy đủ luôn. Kẹo đầy đủ luôn. Gái kẹo luôn. Rồi, chị phát khăn đi. Chị phát khăn đi. Bà Mai, bà có cô nè.
Có quà chưa? Có luôn hả? Vậy là phần này có đủ luôn, dư một phần đó. Dư một phần. Cảm ơn. Cái này coi em ăn vừa không? Ủa, cái này của ai? Dư một cái cho gia đình của chú luôn. Dư một cái. Cô có chưa? Chưa hả? Cô cho nó luôn. Cái cô này là ở đâu? Có một hộ là rất là khổ luôn, năm đứa con. Kêu em vô quay mà em chưa kịp quay đó thì cái cô này đã nhận nè. Con ở đây ai cũng biết được. Thì nãy có biết đâu, nãy vô đây mới thấy nè. Nhà là không còn vết luôn. Bây giờ mà bên đây đủ hết chưa? Này luôn. Đủ rồi. Để hai cái phần này cho cái chị này. Ừ. Đây đó. Chị đang móc lấy phần thả với là cô này là vợ giữ nhà. Cô này là một có một phần hả? Hai phần này. Lấy phần này cho cô phần nữa. Vậy thì lấy phần này vô cho cô đi. Rồi còn ví dụ như của anh gì đó thì để của cái gì của anh. Rồi hai em ra ngoài đó em tự xử tại vì Được. Dạ. Gia đình hai phần đây. Chị còn cái vụ cái tin đó. Đó nói với luôn sẽ đem một không con sẽ gửi cái phần đó vô cho anh Vũ. Phải nhớ. Đấy còn cái này nữa nè. Cái này thì biết sao để nhà. Cái này để cho chủ nhà đi đồ. Đồ nít với đồ người lớn luôn nè. Chị mua nhiều lắm luôn. Này đem vô chủ nhà đi. Này cô lựa ra nếu như gia đình xài được thì sao không được thì cho con xài. Cái em này có không? Không, em đó nha. Có hết rồi đó, đủ hết rồi đó. Này không có rồi, nặng có từ sáng. Chưa có đâu nha. Có luôn. Hai phần đủ ngay đó nha, hai phần nha. Chị có hả? 5 phần đủ rồi. Nãy gì cô ơi, nhận rồi. Nãy nhận rồi. Phần đúng không? Hồi nãy kêu sáng kêu 5 phần hả? Hồi nãy đang vô tới 8 phần. Gia đình nhà 2 phần, 10 phần, 6 phần. Phần cho ai cái hộ nào đó. Mai đó, mai. Tại sáng chưa có đặt á. Ôi sao không? Giờ đưa cho chị này. Sáng cái phần kia chưa có dặn. Đủ rồi, đủ 5 phần, còn lại 5 phần đủ rồi. Chỉ là phần đó của chị nè. Còn 2 phần gia đình đó thì... Còn 6 phần. Là còn 1 dư 1 phần. 1 phần là của chị Mai là đủ. Đúng không? Mai lắc đi. Đúng không cô? Chị Mai là cái người mà chở tụi em vào mới làm đồng giới thiệu á, nghe nói gia đình. À, là chị Mai là giới thiệu ha. Còn nó nói cái chuyện gì? Cái cô này thì gia đình nằm sâu ở trong đây nè. Trong đường này nữa hả? Dạ. Là cô này thuộc dạng gia đình cũng khó khăn với lại chú còn có một mắt mà bị bệnh tai biến rồi đợt Tết là tưởng nó mất rồi đó.
rồi mới điện liên hệ cho em, tính gửi hình ảnh đây cho cái em vô chia sẻ. Nhưng hai mình ra là xe đậu đâu, xe chị khỏe xa lắm. Mà con này thường xuyên là ra chợ Mỹ Tú nè. Ôi sao sao là... gần cả trong nhà lúa không nhận được. Thường xuyên là ra chợ Mỹ Tú á. Ý chị nói bây giờ là quà là gửi. Gửi luôn hả luôn. Dạ đúng rồi, nửa đưa luôn. Dạ. Cái chị nhà ngoài đó. Dạ dạ. Chị, tại vì em còn ở ngoài xe. Nãy là nói chỉ có 5 cái phần thôi. Có 5 phần thôi. Chị à. Chị bà nói là dạ cho con. Là 5 phần đó. Ừ. Vậy là kỹ đi. Con trai thằng. Dạ. Vậy là con để riêng ra một phần để gửi cho cô ha. Ừ, gửi tên hai ra lùm dạ. Con này bị rồi. Dạ. Thằng đồ bà ba đẹp quá ta ơi. Này nè, bà thấy rồi hết à. Gái con. Ở cháu nội, chứ một cái gái đâu. Con trai là con gái nè. Đây, trai hai đứa lại đây nè. Con trai với con gái lại chào cô đi. Những cái cô xem hai đứa đó, rồi bị cô xuống đó, cô Nguyệt xuống đó. Vậy xa quá sao lấy, trời ơi. Một sữa quẩy sao đấy. Ờ, có đem sữa. Hồi nãy trong những không, cái phần không sao? Phải, tại em biết lý do sao? Không, không. Mình không xe, xe đi rồi. Xe đi rồi. Đi, xe đi rồi. Nếu mà nằm đó thì hồi xuồng ra thì có thể lấy. Đây rồi, đây rồi. Đi rồi. Xe, sợ xe đi rồi. Sợ anh bình chạy đi rồi. Không, mà trong cái phần quà của chị là em thấy là có rau câu, có sữa nữa mà. Không, sữa là sữa đặc. Sữa này. Sữa đặc này chứ không có. Này sữa lắm. Ờ, dạ, dạ, dạ. Sao ta? Sữa đặc. Biết sao đây. Thôi thì mình phát rồi, vậy xong, ờ vậy rồi xong rồi. Dạ. Cô ơi. Cô đâu? Ờ chú, thì lại đây đi, tại hôm nay thì chị Nguyệt đến thăm gia đình cũng như là phát những cái phần quà yêu thương ha. Ờ, tụi em á thì còn có phần mà tụi con á là bên YouTube thì cũng có một số tiền gửi cho gia đình á. Dạ. À, đừng nên tranh thủ để chị Nguyệt còn về đi chỗ khác nữa. Giúp cảm ơn nhiều dữ lắm. Dạ được. Tại vì thấy rất luôn á. Dạ. Chị Nguyệt thì ở trên Bình Dương. Có gửi tiền cho gia đình. Ở chị Nguyệt xuống phát tâm gửi những cái phần quà để đến cho bà con. Trước nhất thì cũng đến đây thăm hoàn cảnh của gia đình mình, hỏi thăm sức khỏe của chú Kim. Nãy giờ đến thì thấy chú cũng ngồi được, cũng mừng. Chú đi đứng được kia chú. Lại đây nè chú, lại đây ngồi đi chú. Lấy ghế đi ngồi nè. Ngồi kế đây nè. Nó có cái ghế nè. Bữa nay chú Kim đi đứng đâu phải ha. Thấy mà hồng hào lên rồi. Ngồi ngay. Ôi. Ôi chú đi được luôn. Được khỏe đó, sức khỏe đó. Rồi cho chú ngồi. Thì chị gửi tiền hả? Gửi cho mua sữa. Bao nhiêu vậy cô? Cho bao nhiêu? Có quà còn có tiền nữa nè. Ui mừng quá. Thì cho quà cho bà con thay đổi tiền cho gia đình nữa cả nhà. Hai đứa con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Nguyệt. Cô đi con. Đáng ngoan nha con. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ ở trong này vùng sâu vùng xa. Thì bởi đêm mới đem sữa mà giờ sao đây xe nhận mình đó sao đây. Dạ. Thì diêm đi. Đây tiếp theo nữa thì chị Nguyệt lại gửi tiền cho hai đứa đây cho tiền rồi cho đi học hả? Ôi giời ơi. Đợt hổm về đến chia sẻ hoàn cảnh của chú thì cũng có là anh chị vợ chồng Hoàng Châu Mi Khang ở trên Bình Dương thì cũng gửi qua cho gia đình là 200.000. Ở đây thì xin phép gửi cho gia đình luôn ha. Rồi cảm ơn chị Nguyệt nhé, để em cũng có ít tiền của mình Thông Quân em gửi ngay hai chị. Dạ. Có thì hôm bữa thì tụi con cũng mới đến thăm rồi đúng không? Dạ, dạ, thì cũng có trợ duyên từ Mạnh Thường Quân giúp cho gia đình mình rồi. Dạ. Thì hôm nay thì có chị Hương Võ ở Huế có kết nối Mạnh Thường Quân khi mà xem được hoàn cảnh gia đình mình á. Dạ. Mạnh Thường Quân đó là dì Nguyễn Thị Hoa, chị Đồng Sĩ Diệu Trang, Việt Kiều Mỹ thì có gửi tặng cho gia đình mình, hỗ trợ gia đình mình là 5 triệu ha cô ha. Dạ. Bây giờ cũng xin phép gửi cho gia đình luôn, xin phép Mạnh Thường Quân cũng như xin phép chị gửi cho gia đình luôn thêm một số tiền nha. Để cô nhận giùm con nha. Dạ. 5 triệu đồng. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu đồng nha. Dạ. Dạ, đó là những tình thương của quý nhà hảo tâm á. Khi mà xem được cái hoàn cảnh gia đình mình cũng mới liên hệ và gửi qua con á. Dạ. Cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân, rồi quận có quận. Dạ. Dạ thì tiếp đó qua kênh Minh Quận cũng cùng anh em hôm thì tụi con đến chia sẻ hoàn cảnh của gia đình chú thì cũng có quý nhà hảo tâm xem được á, cũng thương cũng gửi qua anh em số tiền. Thì hôm nay con cùng mấy anh đến đây thì cũng
xin phép hảo tâm thì gửi cho gia đình mình luôn. Dạ thì đầu tiên thì có cô Tăng ở bên Mỹ gửi 2 triệu đồng. Tiếp đó thì có chị Văn, chị Cầm ở bên Mỹ thì cũng gửi 2 triệu đồng. Để cộng tổng là 4 triệu đồng. Thì hôm nay con mấy anh đến đây cũng xin phép Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình cô ha. Rồi thêm 4 triệu đồng nữa. Chú ngồi xích lên nè chú. Ôi cho chị vô hình. Phải đứng ve ve lại xíu dạ, được gửi cô. Mừng quá coi nhiều. 2 triệu. 3 triệu. Dạ, 4 triệu đồng. Dạ, đó là những tình thương của quý nhà hảo tâm. Cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cô nói lớn lên, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân đó. Có số tiền lo chị Định trong chồng, cảm ơn dạ. Nhiều lắm, cảm ơn dạ. Trong nước, trong ngoài nước luôn. Rồi, hai đứa con gửi lời cảm ơn ông bà. Cảm ơn cô chú ông bà nhiều lắm. Con cũng cảm ơn cô chú ông bà nhiều lắm. Ồ, bữa nay vui ha. Nay vui. Rồi chú Kim nè, hôm nay có gửi lời nào không? Đến Mạnh Thường Quân không? Gửi lại cảm ơn Mạnh Thường Quân rồi cái giúp đỡ rồi cho nhà con gái nhà mẹ được. Ồ. Dạ. Cảm ơn chị Nguyệt nữa ha, chị Nguyệt từ Bình Dương xuống đây. Đó, mọi người chung tay rồi giống như dạ, thấy rất sức khỏe. Dạ, thấy khỏe rồi đó chị. Khỏe là mừng. Nay một ngày đi đường xá xa xôi nhưng mà rất là vui cái này. Dạ. Dạ đúng rồi. Có căn nhà cái bên. Nhưng mà bên đây thì thường thường ra đây mát hơn, trong nó nóng. Kia bị nó hầm. Là hai đứa này là mẹ bỏ từ vốn từ nhỏ rồi lúc mà mẹ cũng cất được cái nhà đó rồi mẹ đi của mẹ cất cho để là hai đứa con rồi ông bà ở luôn. Còn có cái mái nhà lá là của cô chú hồi xưa ở hồi xưa tới bây giờ, còn cái nhà mà nhà cặp bên là của con dâu đây nè cả nhà, của con dâu cất đó. Giờ là con dâu đi lấy chồng luôn rồi. Dâu đi mấy chồng rồi. Nhưng mà thôi vậy là cũng được. Quá quý rồi. Có nhà rồi ông bà ở luôn. Bây giờ cắt cái nhà nó phải đơn giản không? Tiền không? Để hai đứa con cố gắng nha. Cố gắng lên nha. Nghe cô Nguyệt dặn kìa. Thật sự thì hôm nay không biết nói gì hơn nữa cả nhà. Rất là mừng. Có chị Nguyệt xuống thăm nè, rồi có Mạnh Thường Quân gửi tiền. Hôm nay cũng được một số tiền nữa rồi đó để lo bệnh cho chú Kim. Dạ. Con cũng mong chú mau khỏe lại nhé. Hôm nay thấy gì là giống như có tiến triển rồi đó. Ấy khỏe lại lẹ ấy đó. Chứ cái bệnh này nguy hiểm lắm chị. Không mà đâu có ngốc nổi đâu. Nguy hiểm lắm. Hồi nãy bước lên trên đồi giống em mừng. Vậy thấy trước em tuy rằng là chú đi đứng được nhưng mà cái căn bệnh của chú thật ra là chưa có hết hẳn, phải điều trị lâu dài. Đâu có hết mà không hẳn từ từ. Rồi đặc hẩm là cô đưa chú đi bệnh viện đó là bác sĩ nói như sao rồi chú? Thì nó nói gì đâu, nó giờ thuốc rồi giờ to ái vậy thôi chứ đâu có nói gì mình đâu. Không có nói là mình có điều trị được hay không hay là sao? Không có nói mà cô có hỏi kỹ không cô? Dạ có, nhỏ với thằng em có chở đi nói điều trị nhiều tiền lắm. Con nghe nói là cái căn bệnh này nè là nó tuy rằng nó có thuốc vô chú đi được đến bệnh viện chú khỏe vậy thôi chứ mà thật ra hết thuốc rồi chú không có đi nổi đâu. Đúng. Là cái này là cần phải là cắt bỏ. Dạ, theo như con tìm hiểu cần phải cắt bỏ nhưng mà ta nói là nếu cắt thì 50-50 nếu chịu thì ký tên vô, còn nhỏ là không có ký. Dạ. Để cha sống thời gian nào đó thì anh ấy cắt là 50 là sao con không biết, ta nói ý là không gần không có sự sống được. Dạ. Sống sự sống. Ồ. Một mất một còn nó giống như đúng rồi. Dạ, đúng rồi nhỏ với đứa em nó chuẩn bị đi cho sống được vài năm lần đó ngày đấy uống thuốc nam này kia mình cứ uống thuốc gì đi. Dạ. Rồi giờ nếu dạ, mình uống thuốc bữa nào thấy không khỏe thì chở đi dùng nước biển chích đồ vô vậy. Dạ. Tại vì tính anh em mình cũng mới quay một cái trường hợp giống như chú vậy nè, nó biết cái căn bệnh này rất là nguy hiểm luôn. Nếu mà chịu thuốc nam mà đúng thuốc á, thầy chú khỏe, thầy chú thì cũng mới thôi. Khỏe lại. Có chú là mới có ăn ở vòng cái khu vực ở ngoài á, cái chú kia là chú phiền kia là bị nặng là ăn mất tiêu cái đó luôn, là nó thâm sâu vào bên trong. Là bác sĩ nói là tới cái bọng đái là khi lúc đó là mình không chịu nổi. Dạ. Còn cái chú còn nằm ở ngoài nè mà cắt ra là con trai không có chịu cắt hay sao con? Dạ, là cắt thì bác sĩ nói không có ký tên hả? Dạ. Bởi vì cắt là 50-50 mình đâu có nhỏ với em đâu, em cũng không nặng chịu
em ruột tôi cũng đâu chịu nó thôi. Rồi theo như chú, theo như cái ý kiến của chú. Dạ đó, kiểu như mình sống giờ nào tính nấy đi chứ giờ các mình cũng không có chắc ăn gì đâu mà. Ừ, mà nghe nói tiền nhiều nữa, dạ, cô chú. Tiền thì mình không có sợ đủ tiền nữa. Nghe nói cả cho đợt, dạ, như cô chú nói là có một trường hợp nào mới cắt mà 100 triệu mà 3 tháng phải không? Dạ, có bên nhà bà già bánh nó có 3 tháng gì 100 triệu. 100 triệu mà mới 3 tháng là mốc. Dạ, cắt bà điện qua bà nói thôi con ơi đừng có cắt. Ở đây có từng người bệnh rồi. Vậy mà có 3 tháng là chết rồi. 100 triệu là cái chi phí quá lớn mà đánh đổi thêm cái tánh mạng nữa. Dạ. Bây giờ nếu bữa nào khỏe tôi khỏe thì vô nước biển đi chết. Là thuốc uống. Ừ. Bây giờ thì chú đang uống bột nghệ đen nè, với lại với cái bột cái loại thuốc của thầy, thuốc tây của thầy. Thầy nói có một người anh người em gì đó bệnh giống hệt chú luôn, uống đã hết rồi. Dạ. Đó là gửi cho chú rồi đó, chú uống từng nay rồi thấy chú uống mà bây giờ đó là kiểu như thấy mình ăn được và trở lại đó, nó bây giờ nó kiểu như nó gom lại. Ồ, gom lại. À, nó ôi. Gom lại làm như nó khô cái mài nó không có chạy lại vậy. Dạ. Yeah. Hồi trước thì nó xài lại, bây giờ nó làm như nó gom lại nó khô. Dạ. Dạ. Rồi chúc mừng chú ha, mong là chú mau khỏi bệnh. Thấy dạy nó xa đó, bữa nay là nó khỏe thì. Ồ, thấy khỏe rồi. Mấy đứa con cũng mừng nghe, thấy ông vậy cũng mừng đúng không? Ồ, thấy ông nội mà khỏe lại là mừng rồi. Hôm bữa lại gầu lắm. Ừ, hiền. Bữa đó nói gì mà khóc. Nuôi nó còn hồi đó hai đứa là nuôi cùng bú luôn đó, mẹ bỏ là nuôi cùng bú rồi. Thì mến ông bà lắm. Ở trong đây thì chắc còn đêm thì hai bà cháu nói trong cái xuồng cấp cha đi mặn hổn quá nhờ. Vậy. Hôm nay mừng ngày vui mà sao gương nước mắt vậy. Bé An nè. Đó. Bé chú đến thăm nè, hỏi thăm chú là khóc. Từ cái ngày mà mấy chú đến thăm gia đình đó rồi chia sẻ gia đình mình lên trên mạng đó là mẹ con có thấy không, có biết không? Dạ không. Rồi từ cái ngày đó con có liên hệ đến mẹ, con có nói gì với mẹ không? Nấu trời ơi, ít điện về mẹ nó không ít điện gì à, ít nói chuyện. Dạ. Con có mong muốn gì với mẹ không, con nói đi thật. Nhiều khi là mẹ con á xem ở trên TV này nè, mẹ muốn con nói những cái lời nào đó con nói đi. Có nhắn gì với mẹ không? Có nhắn nhủ gì với mẹ thì nói mẹ sống tốt ha. Oh, muốn mẹ sống tốt thôi. Trời ơi. Tại vì giờ mẹ cũng có gia đình, nghe nói cũng có mấy đứa em rồi nên là cũng rất là lâu lắm nó không có về được. Cũng có cũng khó lắm. Thôi nghiệp. Thôi, để coi lại. Biết sao giờ. Mời thấy cố gắng lên nha con. Cố gắng lên. Tại vì bé thiếu vắng tình thương của mẹ quá lâu rồi. Rồi từ nhỏ tới giờ rồi. Rồi trong đây thì đường xá rồi thiếu thốn đủ thứ. Mới có bé lớn này phải nghỉ học rồi đó. Phải nghỉ học á. Theo bà nội bắt ốc. Là bắt ốc. Vì đi ra xa nữa đâu có đi được. Dạ. Bây giờ học như ở ngoài nhà kinh ở ngoài á thì còn đi đưa đâu được. Bây giờ dạ, đi ra chỗ khác nữa. Con thì cố gắng là đi thằng ngoan như là bà nội. Dạ. Thì cái gì thì đương nhiên là tương lai nó sẽ tốt hơn. Mình đừng có nghĩ gì hết. Có Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình vậy là mừng lắm. Quá quý rồi. Quý lắm, mừng lắm mừng. Cũng có duyên với Mạnh Thường Quân đó cả nhà. Chị Nguyệt tới dưới này vô thăm luôn. Có nhiều hoàn cảnh đâu có được như vậy đâu, đâu có được Mạnh Thường Quân vô thăm như vậy đâu chị. Có nhiều hoàn cảnh. Khổ đi. Từ 6 giờ tới giờ luôn trời. Bởi vì trong đây mỗi lần mình đau và đi bệnh viện này kia có. Từ 6 giờ sáng là chị Nguyệt chuẩn bị là lên xe. Nhưng mà những cái món quà, những cái phần quà mà gửi cho ông bà cô chú ở đây là chuẩn bị chắc cũng mấy ngày hả chị? Lâu rồi. Có một mình chị thôi. Chị phải là sắp xếp xe cộ với lại từ ở trên đó chở gì tới đây mà đi dõ xuống đây nữa. Thì không ngờ luôn chị xuống tận dưới đây luôn. Bây giờ là... Em kêu chị trải nghiệm đó. Bây giờ là cũng chiều rồi đó, còn 2 điểm nữa nên là phải tranh thủ quá chị ơi, để tối á. Em cũng xin phép, để cho em cũng chúc gia đình với lại anh luôn nhìn sức khỏe. Dạ. Mấy cháu thì luôn ngoan như là không đi hai chỗ nữa. Dạ đúng rồi, chị Nguyệt còn phải đi phát quà hai chỗ nữa. Đó, nên là sợ không có đủ thời gian á, thì sắp tối rồi. Thấy trời cũng tối rồi nè. Dạ. Bây giờ đưa. Dạ giờ cất tiền đi cô, cất tiền đưa chú cất tiền đi rồi đưa giùm dạ, con với chị Nguyệt ra ngoài. Dạ. Dạ. Bây giờ cái chị này. Dạ.
có nghĩa là hai phần quà là em. Dạ dạ, có gì em nhận cho rồi rồi em ra chợ em gửi, em gửi chỗ cái quán đó là cô này thường xuyên ra ngoài á. Cô này thường xuyên là đi giăng lưới, đi bắt cá đem ra ngoài và đó bán đó. Đang nuôi hả? Dạ. Nuôi ai hả? Nuôi chồng, chồng bị bệnh. Chồng có một con mắt rồi được không? Chị gì không biết, nhưng mà giờ em gửi chị, em gửi chị chút đỉnh tiền để mua sữa gì cho anh đó. Anh nghiệp anh đâu cùng nghiệp có cái đường không gỡ ống xuống thế được. Đợt đó là bị bệnh gì tai biến là nằm ở trong bệnh viện cũng hai lần rồi đó. Cũng gửi tiền cho cô. Cảm ơn chị rất là nhiều. Nghe về của anh rồi. Dạ. Cảm ơn chị, cảm ơn cô Nguyệt, cô Duy Nguyệt đó cô. Dạ. Cái phần quà gì á luôn em. Rồi. Cái gì em. Mấy đứa nhà nha. Bên đây chị nha. Ngoan nha. Rồi. Mua sữa thì sữa ông không mua. Thấy gia đình mà có mình Hùng Vương giúp đỡ gì mình cũng vui lây dạ, không con. Dạ mừng. Mừng cho con cháu cho có được nó khỏe thôi dạ. Hết bệnh cũng mừng. Thấy chú Kim dạ, trong nước ngoài nước ra giúp đỡ cho nó tôi cũng mừng nhiều lắm. Dạ. Thế nay cháu tôi được tôi mừng bằng không ai cho tôi 50 triệu vậy đó. Dạ. Dạ mừng dữ lắm. Thấy vừa. Tại mình nghèo khổ mình không có giúp được con cháu. Dạ. Bây giờ mình Hùng Vương cô bác trong nước ngoài nước giúp con cháu được đó tôi mừng nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn cô dạ, nghe. Trong nước ngoài nước mình quân cô bác hết trơn nha. Dạ dạ. Dạ. Con chào bà nhé, chào cô nha. Dạ. Chào chị luôn nha. Dạ. Chào mấy chị. Ôi, bây giờ chắc em cũng chuẩn bị rồi, xuống. Dạ. Đó, chị cũng gửi lời cảm ơn đến Duy Nguyệt đó. Dạ. Cảm ơn cô Nguyệt nhiều cô. Cô về cảnh thương mà anh đổi là mẹ nha. Dạ. Cô có công ở đây với con cháu tôi con nhiều lắm, giúp đỡ cô bác ở đây con mang ơn nhiều. Đường xá xa xôi lắm. Xa xôi muốn lấy màu đi mà đi thì xa xôi gì cũng xa quá. Có 200 mấy cây chứ gì. Giờ là phải ra giỏ rồi còn lại những cái phần quà. Ngày hôm nay thì chị nói là gần 30 phần quà để gửi đến cho bà con ở dưới khu vực Sóc Trăng. Thì đầu tiên đến nhà của chú Kim, đến nhà của chú Kim rồi gửi quà, rồi gửi tiền. Nói chung là Mạnh Thường Quân chung tay lại để... Ê! Từ. Chợt vỏ cái là té liền đó. Dạ. Dạ, dạ. Chỗ đó không hết đâu. Dạ. Hết đâu, giờ đây hết đâu. Đến đây thì em cũng xin cảm ơn thằng quý nhà hảo tâm, quý Mạnh Thường Quân. Cảm ơn tất cả ông bà cô chú luôn quan tâm và theo dõi. Rồi. Dạ, xin chào ông bà cô bác ha. Ngày hôm qua thì em cùng với chị Nguyệt với lại cùng với anh em đi phát 20 mấy 30 phần quà. Ngày hôm qua thì đi đến tận ba cái hoàn cảnh thì nó tới chiều luôn rồi, không có phát kịp, còn lại 8 phần quà. Thì bây giờ em đi đến đây quay trở lại cái hoàn cảnh của anh trai 33 tuổi mắc bệnh thì đưa về quê để mà làm đám. Thì ngày hôm nay là em chở theo những cái phần quà ở đây đưa vào trong nhà của chú để phát cho chú. Dạ, thưa cô. Trời ơi, xui quá ngày hôm nay buổi sáng đi mưa từ ở trong Mỹ Tú, mưa dài ngoài này luôn, không biết rồi. Có ướt đồ không nữa đây. Trên xe em chở chỉ được 3 phần quà thôi cả nhà. Mưa quá trời luôn. Chạy vô đi hả? Chạy vô luôn đi. Chạy được không con? Chạy được không? Vô được không? Thôi chắc vô không được đâu cô ơi. Em sách rồi. Rồi. Vô không được đâu, sách rồi. Ôi trời ơi, mưa quá trời mưa. Không biết có ướt đồ hết rồi. Vừa có quà mà vừa lại có đồ nữa nha. Ngày hôm qua thì tranh thủ đi đến mấy cái hoàn cảnh nhưng mà không có kịp. Dùng sách vô đi. Đồ này trong xóm này ai mặc được cái gì mặc. Mình dẹp đó. Em trai đi bán vé số đây.
xe chở cứng nghe luôn rồi, chỉ được có 3 phần thôi. Phần quà của chị Nguyệt thì rất là đặc biệt. Ở nhà thì còn lại mấy phần nữa. Cái này đó là em phải không? Cái này phải không? Phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó vừa đi luôn. Có cái hộp sữa đó là không phải, còn cái này ghép rồi nữa nè. Ủa thật đồ ăn cách nữa. Đồ, đồ đi nữa. Anh trai đang ăn. Ta cho. Mạnh Thường Quân cho. Mạnh Thường Quân cho. Hôm qua đi. Cái đó không không phải, cái đó có người người khác. Cái bịch đó đó, cái bịch đó cho mấy đứa em, mấy đứa nhỏ. Anh đi vẹo vô được. Lấy đi, lấy cái này. Đồ này là chia ra nha, chia ra ai mặc vừa thì lấy mặc. Nó đủ loại hết trơn á con. Đây là chị có chị hai của chị hai đó. Trời mưa quá. Rồi vậy con. À, chị ơi. Dắt xe vô đi. Đâu có sao, vô cho biết được, nhà được, đi, được. Chụp hình đó. Em gửi mấy phần quà đó rồi gia đình chia ra nha. Dạ, dạ. Dạ. Chia đồ đạt rồi mình chia ra sử dụng nha chị. Dạ. Tính ngày hôm qua thì Mạnh Thường Quân định xuống tới đây luôn mà tới đi phát tới chợ Mỹ Tú tối rồi. Dạ. Không có qua đây được. Dạ. Giờ em lấy xe Honda em chở qua đây. Cho em gửi lời thăm chú với nha. Dạ. Rồi chị được. Vào đi. Rồi vậy cho gửi lời thăm Mạnh Thường Quân, các cô chú mà gần xa trong nước và ngoài nước gần, mà cảm ơn nhiều có giúp đỡ cha con, cha con em con gì đó, là cảm ơn nhiều rất nhiều. Chúc các Mạnh Thường Quân sống lâu trăm tuổi, rồi mừng ăn phát tài phát đạt. Dạ dạ. Tiền vô nước. Dạ dạ. À, xin gửi nhiều. Lời thăm chị với gửi lời thăm chú nha. Dạ dạ, cảm ơn. Chúc ha. Gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn anh luôn ha. Dạ dạ. Tổng cộng là 4 bịch đồ luôn đó, là để ở trong đây con nít nhiều á. Dạ. Em gom đồ cho nhiều á. Dạ. Để cho mấy đứa nhỏ nên nó mặc. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, dạ. Không vô được cho anh vậy hả? Mưa quá trời, em ướt hết trơn rồi nè, em đâu có khô đâu. Ướt hết rồi nè. Mưa từ chợ Mỹ Tú vô luôn. Đúng rồi. Cảm ơn anh nhiều. Rồi. Sợ mấy cái bịch đồ nó ướt á chị, đem ra phơi nha. Trong một cái con hẻm gì nữa cả nhà. Chuyện mưa đang thui trơn. Nãy giờ tới đây thì nó đỡ.